Bài thuốc có mù u. 1. Chữa cam tẩu mã, chân răng tối loét. Nhờ mù u trộn với bột hoàng đơn bôi vào chân răng liên tục. 2. Chữa răng đau chảy máu hay lợi răng tụt xuống, chân răng lộ ra. Dễ mù u, dễ cao kỷ với tỷ lệ bằng nhau, sắc nước ngậm. Mù u, tên khác hồ đồng, cây cổng. Họ mang cột. Bộ phận dùng dầu, nhựa, hạt tu <laughs> hạt thu hái vào mùa đông, đập vỡ vỏ lấy nhân, dùng tươi hoặc ép lấy dầu, nhựa lấy quanh năm, phơi khô, tán bột. Tính vị công năng, nhựa mù u có màu lục nhạt, mùi thơm, có vị mặn đắng, tính rất lạnh, có tác dụng gây nôn, giải độc, dầu ép có tác dụng chữa bệnh ngoài da. Công dụng, nhựa mù u phơi khô, tán bột, rắc chữa mụn nhọt, lở loét, tai có mủ. Nhựa hòa với nước hoặc mài gỗ với nước bôi làm tan các chỗ sưng cứng, chữa họng sưng không nút được, cam răng tẩu mã thối nát và các mụn tràng nhạc không tiêu. Nhân hạt mù u giã nát hoặc ép lấy dầu rồi trộn với ít vôi đun nóng, bôi ngày 2 đến 3 lần để chữa ghẻ và một số bệnh ngoài da khác. Một số bệnh viện đã dùng chế phẩm từ dầu mù u điều trị vết thương và bỏng có kết quả tốt, có tác dụng kháng khuẩn mạnh làm mô hạt phát triển rất nhanh, sạch vẩy, hết mủ, không còn mùi hôi ở vết thương có người dùng dầu mũ u, xoa bóp, chữa thể thấp, bôi trị mụn trứng cá, trĩ. Ester Ethylic của dầu mũ u điều trị có kết quả chứng viêm dây thần kinh do bệnh phong với liều dùng là từ 5 đến 20 ml uống hoặc xoa bóp, có thể dùng nhiều ngày. Ở Ấn Độ, dầu hạt mù u bôi ngoài, chữa thấp khớp và bệnh da. Dầu tinh chế được dùng tiêm bắp, chữa đau cho bệnh nhân phòng. Vỏ cây, giã đắp chữa viêm tinh hoàn và dịch ép vỏ cây dùng uống làm thuốc tẩy nước sắc vào cây là thuốc rửa trị những vết loét khó lành. nhựa mù u có tác dụng gây nôn và tẩy lá độc đối với cá. Theo kinh nghiệm của y học dân gian ở Madagascar, do hạt mù u được dùng trị bệnh phong, bệnh da, diệt sâu bọ và chế thuốc cội đầu trị cháy. Nhân hạt điều trị vết thương. hạt mù u được trộn với cơm để làm bà chuột. bài thuốc có mù u một chữa cam tẩu mã chân răng tối loét. nhựa mù u trộn với bột hoàng đơn bôi vào chân răng liên tục. 2. Chữa răng đau chảy máu hay lợi răng tụt xuống, chân răng lộ ra. Dễ mù u, dễ cao kỷ với tỷ lệ bằng nhau, sắc nước ngậm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem, các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác.